Xin chào các bạn. Khi nói về đua ghe ngò ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì đội ghe ngò của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh rất là nổi tiếng. Bởi vì truyền thống của đội cũng như là những cái thành tích mà đội đã đạt được trong những năm qua. Và hôm nay chúng ta sẽ đến chùa Visayavaram để xem cái lễ hạ thủy ở đây, cũng như là thấy được cái khí thế và cái quyết tâm của đội để đạt được những thành tích cao trong thời gian qua nha các bạn. Thì chùa Visayavaram thì thuộc xã Phương Thạnh của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ha. Trước tiên chúng ta hãy đi một vòng tham quan chùa nha các bạn. Chùa rất là đẹp luôn. Chùa này cũng là một trong năm ngôi chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia các bạn. Nghe nói chùa thì xây dựng năm 1700 á, nhưng là rất lâu đời ha. Giữa sân thì bao giờ cũng có cây cột cờ với rắn thần Naga ha. Đây là chiếc ghe ngò mô hình đã từng đạt rất là nhiều thành tích cao trong những cái kỳ lễ hội trước các bạn. Cái mô hình thôi. Cái ghe ngò này dài gần 25 mét đó bạn, chứa được khoảng 60 người. Rồi trước đây là cái ghe ngò thì ta làm bằng một cái thân cây thôi, thân cây ta đục rỗng ở trong, nhưng mà ngày nay tìm cái cây to để chứa được nhiều người thì rất khó, nên ta ghép lại những dáng. Đây là cái tóm tắt những cái thành tích mà đội đã đạt được trong thời gian qua nè các bạn. Rất là nhiều huy chương các bạn. Nhờ cùng nhìn xem toàn bộ cái mô hình của cái chiếc ghe ngò này nha. Và bây giờ chúng ta đi đến cái nơi để ghe ngò để chuẩn bị làm lễ hạ thủy nha các bạn. Mấy anh thì đã lót sẵn những cái cây chuối ở phía dưới nè, để chuẩn bị chuyển ghe nha các bạn. Đây. Bởi vì mỗi năm ghe ngò thì chỉ được hạ thủy một lần thôi, nên cái việc hạ thủy ghe ngò nó rất là quan trọng, nó cũng trở thành một cái nét văn hóa rất là đặc trưng, vừa mang tính truyền thống cũng như là yếu tố tâm linh mà. Bởi vậy trước mỗi cái lễ hạ thủy thì ta sẽ thắp hương ha, thắp hương hướng vía rồi chuẩn bị. Rồi xong, tập trung vô chuẩn bị di chuyển cái ghe ngò ra. Năm nay thì đội ghe ngò Càng Long tiếp tục đại diện cho Trà Vinh để đi tham gia ở Sóc Trăng các bạn.
Rồi, bắt đầu thôi. Cũng rất nhiều người dân người ta cũng tụ về đây ta xem ha. À, xin nói thêm về đua ghe ngò ở Sóc Trăng năm nay á, thì có khoảng 50 đội tham gia mà, tức là khoảng 3.000 vận động viên ha. Với cự ly của nam á, là 1.200m, còn nữ là 1.000m. Diễn ra trong 2 ngày, ngày 10 và 11, 20 và ngày 11 tháng 11 năm 2019, tức là ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch á. Đua ghe thì diễn ra ở sông Mastero, phường 8, thành phố Sóc Trăng ha. Khiêng ghe ra cũng phải rất là nhịp nhàng nha các bạn. Tại vì ghe rất là dài ha. Và nghe nói tổng giải thưởng năm nay ở Sóc Trăng á là hơn 1 tỷ đồng nha. Tức là giải nhất của nam á thì được 200 triệu. Giải nhì là 150 triệu. Giải ba là 100 triệu. Còn giải tư là 80 triệu đồng. Ha. Còn đội nữ á, thì nếu mà vô địch á, thì được 150 triệu, giải nhì thì 100 triệu, giải ba là 80 triệu và giải tư thì 50 triệu. Ngoài ra thì ban tổ chức còn thưởng từ 2 triệu đến 8 triệu đồng cho những cái đội mà nhất nhì ở mỗi bảng, với lại những cái đội mà thắng cuộc ở những cái vòng loại trực tiếp á, tới tứ kết bán kết luôn. Đó là cũng là khích lệ tinh thần cho những cái đội đua ghe ngò năm nay ha bạn. Một đội ghe ngò là có khoảng gần 60 người. 60 người nhắc chiếc xe ghe lên cũng mạnh luôn các bạn. Những cái hoa văn vẽ ở phía dưới thân thuyền rất là đẹp ha. Rồi, chuẩn bị. Đây, xuống luôn. Ở giữa cái chiếc ghe thì có một cái cây. Quan niệm là nó sẽ đẩy cho cái ghe vượt nhanh về phía trước. Đây. Sắp xong rồi. Lễ hạ thủy thì cũng như giống như là nhìn những cái quyết tâm, những cái tính đoàn kết của mấy anh em vận động viên nha các bạn. Thằng cha anh. Rồi. À, vậy là hạ thủy ghe ngò hoàn thành đó bạn. Xin chúc đội ghe ngò Càng Long năm nay lại gặt hái thêm được những cái thành công nha, để mang vinh quang về cho chùa Visayavaram của huyện Càng Long, cũng như là của tỉnh Trà Vinh. Xin chúc sức khỏe các anh, và mong sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội giải đua ghe ngò của Trà Vinh năm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha.
xô hả?